Hôm nay mình đi ăn ở đâu hả chị? Cứ đi thì sẽ biết. Bây giờ đi đâu? Đây, phòng này anh à. Em chuẩn bị hàng cho anh giải rượu rồi à. Rau sạch, ngọt, nước. Ui, một siêu phẩm luôn anh ạ. Chú là chỉ được cái chú đáo thôi đấy. Thôi, em té đây. Anh cứ hưởng thụ đi nhá à. Thank you.